Thương chào tất cả các con. Tiết học trước chúng ta đã bước vào chủ đề đất trồng. Với khái niệm về đất, chúng ta đã tìm hiểu qua thành phần của đất. Rồi chúng ta biết được một số tính chất của đất như là thành phần cơ giới của đất và khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục chủ đề đất trồng với tiếp tục một số tính chất tiếp theo. Đó là độ chua, độ kềm của đất, rồi độ phì nhiêu của đất. Rồi sau đó chúng ta sẽ học cách cải tạo đất như thế nào. Rồi thầy và các con, bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta bước vào chủ đề đất trồng. Thứ nhất, đó là độ chua, độ kềm của đất. Khi nói tới độ chua, độ kềm của đất là người ta sẽ nói tới đầu tiên, đó là giấy quỳ. Giấy quỳ là loại chất chỉ thị pH đơn giản và thông dụng. Giấy quỳ có tác dụng là khi đưa vào dung dịch axit hoặc là dung dịch kềm thì giấy quỳ sẽ đổi màu. Rồi máy đo độ pH. Thứ ba là cái dung dịch để cũng là kiểm tra hay là để đo độ pH. Vậy có 3 câu hỏi để chúng ta cùng nhau trả lời. Thứ nhất, đó là cho biết chỉ số pH của đất như thế nào. Thì chỉ số pH của đất đó là từ 3 cho tới 9. Rồi căn cứ vào chỉ số pH có mấy loại đất chính: pH của đất chua, đất kềm và đất trung tính. Thì khi mà người ta căn cứ vào chỉ số pH thì nó có 3 loại. Thứ nhất đó là đất chua. Khi người ta đo độ pH là nhỏ hơn 6,5 thì đó là đất chua. Còn pH mà từ 6,6 đến 7,5 thì đó là đất trung tính. Và đối với đất kềm thì độ pH đó là lớn hơn 7,5. Vậy người ta xác định đất chua, đất kềm hay đất trung tính để làm gì? Đó là để có kế hoạch sử dụng và cải tạo đất. Khi chúng ta biết đất chua rồi thì chúng ta phải biết là cải tạo đất ra sao. Đó. Rồi chúng ta sẽ chọn những loại cây nào phù hợp để chúng ta trồng. Rồi tóm lại thì là độ chua, độ kềm của đất là đo được bằng độ pH. Và căn cứ vào chỉ số pH, người ta chia đất làm 3 loại. Đó là đất chua với độ pH đo được nó phải nhỏ hơn 6,5. Đối với đất trung tính, độ pH đó là từ 6,6 đến 7,5. Và đất kềm đó là độ pH người ta đo được nó là lớn hơn 7,5. Rồi tụi con quan sát bảng thống kê cái khoảng pH cho từng loại cây. Khi mà người ta trồng cây, người ta phải biết rằng cây có độ pH thích hợp là bao nhiêu. Vậy người ta chọn cái loại đất để nó phù hợp. Và một câu hỏi gửi đến cho tụi con đó là: ở gia đình hoặc địa phương em đã áp dụng những biện pháp cải tạo đất nào? Thì tụi con biết là cây mà sau một thời gian trồng chắc chắn là nó sẽ bị chua dần đi, chua hóa đi. Thì cái biện pháp cải tạo là được như thế nào? Rồi chúng ta thấy để mà bị chua như thế đó thì thường thường người ta dùng cái gì? Dùng phân hữu cơ hoặc là người ta bón vôi sống để mà người ta rải lên đó, để mà nó giảm đi độ chua của đất. Rồi tiếp theo đó là độ phì nhiêu của đất là gì? Chúng ta tìm hiểu thế. Thì trước khi chúng ta bước vào độ phì nhiêu của đất là gì, thì một câu hỏi đặt cho tụi con đó là: muốn cây phát triển tốt, chúng ta cần những điều kiện gì? Chúng ta liên hệ với tiết trước của chủ đề đất trồng. Thì để cây phát triển tốt, phải cần và đủ 3 điều kiện. Đó là cung cấp đủ nước, oxy và chất dinh dưỡng. Thiếu một trong 3 điều kiện này, cây sẽ phát triển không tốt. Vậy độ phì nhiêu của đất là gì? Đó là khả năng của đất có thể cho cây trồng có năng suất cao và chất lượng. Vậy làm sao để bảo đảm đất luôn phì nhiêu đây tụi con? Thì để bảo đảm mình nhớ rằng đơn giản thôi, đó là gì? Bón phân.
được chưa? Rồi những biện pháp cải tạo đất vân vân. À, vậy độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất có thể cho cây trồng có năng suất cao. Tuy nhiên, muốn có năng suất cao phải hội đủ các điều kiện: đất phì nhiêu, thời tiết thuận lợi, giống tốt và chăm sóc tốt. Thì tôi con thấy đất phì nhiêu không phải là điều kiện duy nhất để cho cây trồng có năng suất cao, nhưng nó là điều kiện quan trọng. Tại vì ngoài đất phì nhiêu ra thì chúng ta thấy rằng phải thời tiết thuận lợi nữa. Thứ hai là cái giống cây trồng nó phải tốt. Và thứ ba là cái khả năng chăm sóc của cái người nông dân đó là phải tốt, phải biết cách trồng trọt. Rồi chúng ta thấy bây giờ tình hình của mình đó là đất chật người đông. Đã có những nơi vậy đó, mà có những nơi đất lại bỏ hoang. Đâm ra người ta mới đặt ra câu hỏi là tại sao phải sử dụng đất hợp lý. Thì ba lý do. Thứ nhất là dân số tăng cao. Tụi con thấy dân số càng ngày càng tăng cao rồi đó. Rồi nhu cầu lương thực thực phẩm nó tăng. Dân số tăng thì nhu cầu ăn của người ta nó phải tăng lên. Nhưng mà diện tích đất trồng sao? Phải thu hẹp. Tại vì người ta cần cái gì nào? Cần cái nơi ở trước cái đã. Do đó diện tích đất trồng bị thu hẹp. Do đó đây là những cái lý do mà mình phải đó, đây là những cái lý do đây nè, là mình phải sử dụng đất hợp lý. Rồi để mà sử dụng đất hợp lý thì chúng ta cần áp dụng những biện pháp. Thứ nhất là thâm canh tăng vụ. Thứ hai là không bỏ đất hoang. Thứ ba là chọn cây trồng phù hợp với đất. Và cuối cùng đó là vừa sử dụng vừa cải tạo. Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng cái biện pháp một. Đầu tiên là thâm canh tăng vụ. Tụi con quan sát hình đây. Đây là hình một cái anh này, anh thâm canh tăng vụ bí nè. Đó, người ta trồng cái sản phẩm người ta đây. Thứ hai là thâm canh tăng vụ mướp. Vậy thâm canh tăng vụ là cái gì? Đó là tăng số vụ gieo trồng trên năm, không bỏ trống thời gian giữa hai vụ gieo trồng. Cái là giữa hai vụ ta không hề bỏ trống, ta thu hoạch xong là người ta trồng tiếp theo. Đó là như vậy. Và mục đích của nó là tăng sản lượng. Rồi tiếp theo, đất bỏ hoang. Đất bỏ hoang là đất không làm gì hết á, để đó. Đó là người ta gọi là đất bỏ hoang. Còn đất không bỏ hoang là đất người ta có trồng trọt. Vậy người ta không bỏ đất hoang với mục đích là gì? Đó là tăng diện tích đất canh tác. Rồi tiếp theo là chọn cây trồng phù hợp với đất. Tụi con thấy khi mà trồng cây phù hợp với đất thì chắc chắn cây sẽ sao là sinh trưởng tốt, phát triển tốt và năng suất cao, thế thôi, tại phù hợp mà. Đúng không? Và đất đang cải tạo này và đất đã cải tạo thì con thấy là nó có một cái sự gì nó khác liền. À, thì tại sao mà phải vừa sử dụng đất vừa cải tạo? Vì lý do là sau thời gian thì đương nhiên là chất dinh dưỡng trong đất sẽ giảm. Bởi vậy phải vừa sử dụng vừa cải tạo, đó là để tăng độ phì nhiêu của đất. Rồi chúng ta thấy bốn biện pháp ha, thâm canh tăng vụ đó là tăng năng suất và sản lượng. Không bỏ đất hoang để mà chống xói mòn là do thời tiết, mưa, vân vân. Và chọn cây phù hợp với đất để tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh. Và vừa sử dụng đất vừa cải tạo để làm cái gì? Đó là cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây. Đó là cái mục đích nó đi với cái biện pháp sử dụng. Con thấy không? Thâm canh tăng vụ đó là tăng năng suất sản lượng. Không bỏ đất hoang mục đích là chống xói mòn. Và chọn cây trồng phù hợp với đất đó là gì? Đó là tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh. Vừa sử dụng đất vừa cải tạo đó là để làm chi? Tức là cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây. Tụi con thấy là có cái này tụi con nghe hơi 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 lạ đúng không? Là tại sao mà người ta không bỏ đất hoang thì người ta lại chống xói mòn được? Thì tụi con thấy như thế này, đất trồng khi cây mọc lên thì khả năng có thể thì nó cản được nước. Đó, cản được nước để mà trôi đi chất dinh dưỡng nên người ta nói là chống xói mòn là như vậy. Rồi chúng ta đã biết như thế, vậy chúng ta có những cái biện pháp nào để cải tạo và bảo. Chúng ta cùng tìm hiểu như sau. Rồi câu hỏi đầu tiên gửi cho tụi con đó là cày sâu bừa kỹ bón phân hữu cơ nhằm mục đích gì và người ta áp dụng cho những loại đất nào? Hình ảnh nè, cày sâu nè, đó bừa kỹ nè. Thứ hai là bón phân hữu cơ, là cái cô này cô đang bón phân hữu cơ đây và áp dụng cho loại đất nào? Thì
cày sâu bừa kỹ bón phân hữu cơ với mục đích là gì, là tăng bề dày lớp đất trồng. Tại lớp đất trồng nó mỏng, người ta phải tăng độ bề dày của đất lên, người ta cày, người ta bừa, người ta bón thêm phân để tăng độ dày của nó, và áp dụng cho những đất có tầng đất mỏng và nó nghèo dinh dưỡng. Đó. Người ta cái động tác mà bổ sung dinh dưỡng là gì, đó là người ta bỏ phân hữu cơ. Rồi chúng ta nhìn hình ảnh rất là đẹp, mà bạn nào nhìn vô biết liền đó là ruộng bậc thang. Thì tại sao người ta phải trồng ruộng bậc thang? Thì những nơi vùng núi nó cao thì đương nhiên người ta phải sử dụng ruộng bậc thang thôi. Chứ nếu mà nó dốc, mà ví dụ như thẳng đột vậy thì không thể nào người ta trồng được. Nên bởi vậy người ta mới làm những bậc thang đẹp như thế này nè, để mà người ta trồng. Đó, tụi con cò rất là đẹp ha. Ở những khu vực miền núi ở trong Nam chúng ta, là bạn nào đi du lịch những khu vực như là Lâm Đồng, Bảo Lộc, chúng ta thấy rằng là người ta trồng ruộng bậc thang rất là nhiều, hoặc là các vùng núi phía Bắc. Đó, thì chúng ta nhìn đây tầng lớp như thế này, thì bởi vậy cho thầy biết coi là làm ruộng bậc thang nó có tác dụng gì và nó áp dụng cho những loại đất nào. Thì chúng ta thấy là ruộng bậc thang nó có tác dụng là gì đây, đó là hạn chế dòng nước chảy, đúng không? Tại vì nếu không có bậc thang vậy thì nước chảy rất là mạnh, và nó mạnh như vậy thì nó sẽ xảy ra hiện tượng gì, xói mòn rửa trôi bao nhiêu chất dinh dưỡng ở đây trôi hết. Do đó người ta phải làm những bậc thang như thế này để mà nó hạn chế được nè xói mòn rửa trôi, và áp dụng cho nó là những loại đất dốc, những vùng đồi núi. Thì thấy tụi con thấy nước chảy nè, nó chảy xuống cái bậc thang này, nó sẽ bắt đầu nó sẽ nằm ở đây nó giữ, và tiếp tục nếu đầy nó chảy tiếp, nó sẽ chảy tiếp để giữ, nên nó tôi còn thấy đó, nó hạn chế được xói mòn rửa trôi rất là cao. Rồi mấy một câu hỏi tiếp nữa, đó là trồng xen cây nông nghiệp và giữa các băng cây phân xanh có tác dụng gì và áp dụng cho những loại đất nào, tức là người ta trồng xen cả hai loại cây. Đó. Thì đương nhiên tụi con thấy cái độ cây nó càng nhiều thì nó lại độ cản nước nó càng tăng lên, do đó là nó tăng độ che phủ đất với mục đích là hạn chế xói mòn rửa trôi, và nó cũng áp dụng cho vùng đất dốc và các vùng khác để rồi bây giờ chúng ta nhìn đến câu hỏi này, nãy thầy nói về rồi đó, thì bởi vậy chúng ta nghe kỹ ha, cày nông bừa sục giữ nước liên tục thay nước thường xuyên nó là nhằm mục đích gì, và người ta áp dụng cho những loại đất nào. Đó là gì đây? Và người ta áp dụng cho, nhớ ha, nhắc lại nè, đó là áp dụng cho loại đất là gì? À, đất phèn. Nhớ như thế. Rồi chúng ta nhìn đây, cái hình ảnh người ta đang cải tạo đất. Rồi tụi con thấy người ta đang làm gì đây? Người ta rải vôi sống đây. Đó, người ta rải vôi sống trên đất. Thì thường thường áp dụng loại đất nào? Đó là đất chua. Tụi con nhớ nha, đất chua thì người ta sẽ rải vôi sống, hoặc là người ta bón phân hữu cơ, hoặc là vừa rải vôi sống và người ta bón phân hữu cơ, đó là gì, vừa giảm độ chua và tăng cái chất dinh dưỡng đất. Đó thì bón vôi khử chua cho đất, áp dụng cho đất chua. Ngoài ra người ta còn có những biện pháp như là biện pháp thủy lợi, đó là thau chua rửa, đó rửa mặn, sổ phèn áp dụng cho đất mặn, đất phèn. Rồi biện pháp bón phân đó là bổ sung chất dinh dưỡng cho đất, áp dụng cho đất cũng áp dụng cho đất phèn luôn, còn kia là áp dụng được cả đất mặn nữa. Và ở nước ta nó có những loại đất nào cần cải tạo? Thực ra để mà trồng cây được tốt ngày hôm nay thì con phải thấy rằng là ông bà mình bỏ ra nhiều sức lắm để cải tạo, chứ không phải là đơn giản như vậy đâu. Đa số là đất của nước mình á là gì, đất bạc màu nè, đất mặn nè, đất phèn. Tại mình là sao, dọc suốt mình là biển, mặc dù là mình có những cái vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà đó là khu vực rất là ít, nhưng mà đa số đó, những khu vực đó thì màu mỡ thiệt, ngay gần khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Vì sao? Vì có những dòng sông như là sông Hồng rồi khu vực sông Cửu Long, nhưng mà ngược lại cũng giáp ranh với biển đó, đâm ra là do đó là đa số còn thấy là ngoài những nơi khu vực màu mỡ ra thì đa số là đất bạc màu, đất mặn, đất phèn rất là nhiều. Rồi chúng ta coi thầy cung cấp luôn ha một số kiến thức. Thứ nhất là đất xám bạc màu là cái gì? Đó. Thì đất xám bạc màu là
ở nước mình nó có diện tích đến 1.991.021 ha và tập trung ở cái vùng trung du miền núi và một phần đồng bằng nghèo dinh dưỡng, tầng mặt đất rất mỏng và thường là đất nó thường chua. Vậy đối với đất xám bạc màu này chúng ta phải cải tạo như thế nào, và đó là một cái nhiệm vụ mà thầy giao cho tụi con để mà cách mà cải tạo đất xám bạc màu à, chúng ta sẽ tự tìm hiểu. Rồi thứ hai là tụi con nhìn quan sát trên hình, đó là đất mặn. Thì đối với đất mặn ở nước mình là diện tích là 971.356 hectare, tập trung ở cả ba miền, có nồng độ muối tan tương đối cao, cây trồng không sống được trừ các loại cây chịu được mặn như là đước, cây sú, vẹt, cói. Thì đối với đất mặn này người ta phải cải tạo như thế nào, đó là nhiệm vụ thứ hai mà thầy gửi đến cho tụi con. Con quan sát hình tiếp. Thứ ba là đất phèn. Đất phèn là diện tích đó là 1.863.128 hecta, tập trung nhiều nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi chứa nhiều muối phèn như là sun phát, sắt, nhôm, gây độc hại cho cây trồng, đất rất là chua. Con thấy không, đất nó chua lắm. Đó đó, chúng ta phải cải tạo như thế nào, đó là nhiệm vụ thứ ba mà thầy gửi đến cho tụi con chúng ta phải tìm hiểu. À, chúng ta coi cái ruộng bị nhiễm phèn ha. Đó. Rồi, tụi con thấy rằng buổi học tới đây chúng ta là kết thúc rồi. À, chào tụi con, à, chúc tụi con luôn được bình an.